Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà vườn Đạt Nhung về một cái lô hàng, đó là hàng Tết các bạn nhé. Đây là hồng Abida. Đó, rất là đẹp này. Đây em quay gần vào đây cho mọi người xem. Những cái chậu hồng rất là xinh xắn luôn. Đây là màu đỏ, đây là màu hồng, đây là màu cam cả hồi mọi người nhé. Còn đây là màu vàng, còn đây là màu đỏ nhung. Bên đây là màu hồng xéo này. Đấy, một cái chậu này rất là xinh luôn. Đây màu vàng, đây màu đỏ, mình lấy cái đỏ màu đỏ này cho mọi người xem nha. 1, 2, 3, 4, 5 à, quay xa một chút đi. Đó, chào các bạn. Hàng rất là đẹp luôn. Bác nào mà lấy hoa hồng như thế này thì bóc ngay cho bên nhà vườn Đạt Nhung này. Hàng của nhà em là hàng nguyên bản. Khi về là cây được cấy ở trong chậu như thế này, là mỗi chậu có 1, 2, 3, 4, 5 cây, 5 cây nhỏ. Và tất cả những cái cây này thì ngoài cái việc chúng ta chơi hoa, tưới nước và chúng ta chơi hoa được đến cả tháng, thì chúng ta có thể cắt bông và chúng ta đem ra cấy. Tuy nhiên nếu muốn đem ra cấy để lưu trữ được lại cái giống của mình thì mình phải cắt sớm nhé. Chơi được tầm 4-5 ngày là mình cắt rồi. Còn nếu mà mình để lâu quá thì nó dinh dưỡng nó lên hết trên hoa rồi thì cái gốc này nó sẽ yếu hơn mọi người nhá. Đó, cây rất là đẹp. Còn bên đây xin giới thiệu với mọi người là cây tùng thơm. Đây là lô tùng thơm nhà em mới về để cho khách. Thật sự là hàng rất là đẹp luôn. Cây to và đẹp. Tùng thơm này là size nhỏ. Một thùng của nó là 30 chậu liền, mà có 1.500.000 một thùng thôi. Đấy, bầu hơi bí móp một chút. Cây này là thích hợp mà phù hợp với để trang trí văn phòng, trang trí ở khách sạn. Đó, rất là đẹp luôn. Trong nhà, trong gia đình mình để ở kệ tivi đúng không? Bác nào mà lấy cây chuẩn giống và đẹp xịn như thế này thì inbox ngay cho bên nhà vườn em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.